sau đó mình đi vô rồi Edison nữa đi. 200 mấy, 400 mấy mất. Vậy mà nó để quậy kia. Coi cái nhà nè em. À, để giờ cái nhà nào rẻ nhất bây giờ mình quay cho mọi người có xem. Cái nhà nào rẻ đâu, cái nhà đó nhỏ là rẻ thôi. Nhà nào nữa? Nhà phòng á. À? Hey boss. Which one is the cheapest one around here? I have no idea. Usually the smallest. The smallest and the cheapest one. No, I don't. I see this guy every weekend, man. In Isabella's 323, we have an Amelia that's at the end at 333. Yeah. Okay. Amelia and Isabella. Isabella, we don't have an Isabella model, but we have an Amelia, and that's 333. Got it. Thank you. Yep. It's all the way at the end. I saw them the highest, and they want to see the lowest as well. Yeah. Thank you. Yes, sir. Ai mua căn này không? Năm mùng ngủ nào? Năm mùng ngủ nào mùng tắm? Four bedroom, four bath. Qua cái căn nhà. Cái căn gì Isabella là nhỏ nhất, rẻ nhất. Nhưng mà nó không có cái model đó ở đây. Vô chưa? Hả? Nó nè đi ăn nè, em có đi vô này. This one is 333. That's the price. So I saw them the most expensive one. Now they want to see the cheapest one. Oh, there you go. Okay. Hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Okay. Amelia, two bedroom and an optional for a third bedroom. Big room, two garage, 1798 square feet. Total square feet is 2477. The cheapest one on the floor here. So let's see. Okay, trong tất cả các model home này thì có căn này là rẻ nhất trong khu này nha. Mới vô đó. Ờ, mới vô nó có. Ồ, gạch không hả? Vô nó có phòng ngủ riêng này. Nhưng mà gạch luôn à. Ủa, cái này nó option luôn. Này là office mà họ nói có thể làm một con phòng ngủ được. Thẳng vô thì nó có cái family room như cái bếp. Này oh, cái này là giống nhà Nga mà nhỏ hơn nè. Giống nhà Nga nhưng mà dài. Dạ, yeah, cái nhà Nga cái chỗ khúc cái khu đó nó dài hơn. Cảnh phía sau hè của nhà thì nó có cái patio họ cũng để mấy cái võng đây là nằm chơi vui phải không đó. À, họ biến chế cũng có cái outdoor bar. This is the master bedroom. Cái này là cái master bedroom nha các bạn. This is the master bedroom.
có hai cái walk-in closet. Walk-in closet thấy nó ra động hơn cái closet bên nhà bên kia. Không sao. Okay, this is the two bedroom, two bath, one optional third bath bedrooms. Okay. Thank you. Thank you. All right, have a nice afternoon. You too. I hope you're happy now. Căn nhà kế tiếp mình cho các bạn xem là 4 phòng ngủ, 5 phòng rửa tắm. Giá hiện tại là 711.900. Follow me and see this house. This is one of the bigger houses around here. Các bạn anh chị các bạn, cái này cái model này nó giống như cái gì spa tiền chứ bên the Ritz đúng không? Oh, the mirror of the spa tiền model. Cái này giống như spa tiền bên khu mình. Y hệt giống như spa tiền luôn. Nó thấy nó. Cái này nó giống như spa tiền. Có chị Cozy mà nằm giữa phòng luôn nha. Thank you.
ai muốn sở hữu căn như thế này. Bên này nó có một phòng ngủ rồi nè. Đây có cái office. Ai muốn làm có cái office nằm đây. Phòng phòng ngoài giặt. Bồn uống rượu. Cái nhà này đặc biệt cái phía sau nó có cái hồ bơi. Thì ai muốn trả thêm khoảng 50 mấy ngàn nữa thì có cái hồ bơi nè. There's a little pool over here too. Just in case you want one, build one. Khung cảnh phía sau của nhà nè. Okay, you want to get one over here? This is in Wesley Chapel, Florida. This is cái nhà này ở bên the Whiting Ridge in Wesley Chapel. Cũng cái kiểu nó xây cũng tương tự vậy thôi mà nó hơi làm cái nhà giống như hơi trục lợi một tí. Nó làm gọn hơn. Nhiều có gì ở bữa nay ngồi coi bằng 3 căn nha. Bữa nào quay tiếp. Bye. Thank you. I'll see you again. I like the theater. Oh, what weekend? Oh, the theater is awesome, though. One of the bedroom over here, Harry Potter scene. Yeah. That one is awesome. That whole decoration is awesome. Thank you. I'll talk to you again. Có gì các bạn hôm nay chỉ show sơ sơ 3 căn nhà thôi. Chứ bên đây đông nhiều quá, nhà đông người quá, mình đi vô mình cũng đợi không? Chứ mình không phải mình vô liền tại cái hên xui là giống cái nhà mà đẹp như thế này. Bên kia nhớ không mà phải đứng sắp hàng rồi từ gia đình đi vô chứ không phải ai vô cũng được. Mình đi ra đường này hả? Mình đi ra đường này. Ô mình lấy cái bảng giá đi hả? Để mình lấy bảng giá và mình đọc lại cho các bạn xem cái giá của cái nhà. Hello. Can I get one of the price? No risk involved because you're just putting a $5,000. Like a brochure check? Yeah, just in case. And yours. Yeah, because I do YouTube, my friend asks it all the time. 3 days then to go to thank contract. You. And once you go to contract, they require 5%. Yeah, that's it. So hôm nay mình chỉ show được có 3 căn thôi không? Tại cũng đông người quá. Hy vọng là một ngày khác mình sẽ làm nhiều video khác nhau hơn. Thank you. Not very nice. Xí. Ồ, hồi kỳ đó mình đi mua nhẹ, mưa quá trận. Ờ. Bữa nay cũng chuyển mưa thôi mà chưa nhưng có mưa. Nó không mưa, lúc mưa lúc mới đầu thì nó mưa mà lúc tới cái nó không mưa luôn. Yeah. Còn hồi kỳ đó mình mua căn nhà của mình á, mình vô mình đặt cọc á. Ôi mà có mưa. Cũng quá. Mình lấy cái brochure về nè, ai có biết giá nhà chính xác thì liên lạc với mình nha. Rồi ai có mua nhà mới nữa thì nhớ hỏi thông tin mình trước. Tại ở đây nó có, ở Florida khi mình mua nhà mới nó có một cái program gọi là Broker Rebate. So các bạn nhớ liên lạc với mình để mình
cho thông tin cần thiết thiết để mình có thể mình save được một số nhất định tiền nào. Thì thường ở Florida nó có cái program là broker rebate. Nếu mình vô mình trước khi mình đặt viết xuống rồi mình ký một cái giấy tờ nào á, thường thường nó không nói, mà mình phải nói là mình có broker đại diện, thì họ sẽ cho mình 3% của cái số tiền, tất cả cái số tiền, cái số tiền mình mua. Yeah. Sao hai xe giống nhau vậy? Ừ. Yeah. Để mình gửi tay cái đã. Thường ở Florida nó có cái broker rebate. Nếu mình mua nhà mà mua nhà mới, đặc biệt là mua nhà mới, mình nó có cái broker rebate thì mình nói, nó hỏi mình có đại diện, người đại diện có broker đại diện không, thì mình nói có. Mà trước khi mình đặt sách, đặt bút xuống, mình ký giấy tờ là mình đi vô văn phòng của nó, mình phải dẫn cái broker của mình đến chỗ, thì họ sẽ cho mình 3% của tất cả, 3% trên cái số giá nhà của mình mua. Thì giống nhà 100.000 thì mình lấy được 3.000, không? Thì miễn mình 300.000 thì được 6.000, mà 400.000 thì được tới 12.000. 12.000 đó là nó mình không có lấy chọn được tất cả là 12.000, mà mình chỉ lấy được phần nửa, tại mình phải share với thằng broker phần nửa, còn thằng broker nó lấy phần nửa, mình lấy phần nửa, nghĩa là 16.000 mà lấy được 12.000 mà lấy được 6.000, no, thằng broker lấy được 6.000. Thì cái số tiền đó mình không có cần bỏ xuống gì hết. Nó không, cái thằng builder nó cũng không có quyền đẩy cái số giá nhà của mình lên. Tại cái đó là nó trong cái khi nó build cái nhà là nó có cái budget cho thằng broker trước rồi. Nếu mình biết á thì mình có quyền lợi đó, nếu mình không biết á thì có. Okay. Thì hẹn gặp lại mọi người ở một cái video khác nha. Bye.